Xin chào quý vị và các bạn. Hùng Huyền Đông Anh sẽ ghép toàn bộ âm thanh vừa để nghe nhạc, vừa để hát karaoke gửi đến quý vị và các bạn. Vâng, bộ âm thanh này bao gồm một cặp loa Shaolin Vega có model là VS120. Loa VS120 được thiết kế 3 đường tiếng gồm một bass 30, một loa chung, một loa tép. Và âm ni để ghép với nó là một chiếc âm ni cũng rất đẹp của hãng Sansui. Đó là chiếc D607XDCAT. 607XDCAT có hai hồi gỗ các bác nhá. Một chiếc vang cơ, một bộ mic không dây. Vâng, chọn bộ âm thanh như thế này đang có giá là 31.500.000 đồng. 31.500.000 đồng. Một bộ âm thanh mà quý vị và các bạn kê bày đặt ở trong nhà rất đẹp, nghe nhạc đa dạng các loại nhạc hay và hát karaoke cũng rất ngọt ngào, truyền cảm. Và đặc biệt là nó có thể hát được đa dạng các loại nhạc, nhạc mạnh, nhạc nhẹ, nhạc vàng. Thì cặp loa này sẽ đáp ứng rất tốt. Bây giờ Hùng Huyền Đông Anh sẽ xin mời quý vị và các bạn thưởng thức một đoạn nhạc ạ. Cũng đã nghe một đoạn nhạc của bộ âm thanh đang có giá 31.500.000 đồng tại trung tâm Hùng Huyền Đông Anh. Tôi xin nhắc lại, bộ âm thanh này bao gồm một cặp loa Shaolin Vega có model là VS120, bass 30, một chung, một tép, thùng rất to, cao và dày dặn. Bởi vậy cặp loa này cho tiếng bass rất sâu, mạnh mẽ, uy lực. Một chiếc âm ly Sansui có model là D607XDCAT. Đây là một dòng âm ly rất được ưa chuộng, hình thức đẹp, chất âm hay và công suất khỏe. Một chiếc vang cơ, một bộ mic không dây. Nếu như quý vị và các bạn đang cần tìm một bộ âm thanh có hai tác dụng luôn, tức là đáp ứng vừa nghe nhạc hay, vừa hát karaoke hay, thì xin mời tham khảo bộ âm thanh mà Hùng Huyền Đông Anh vừa giới thiệu ở trên. Mọi chi tiết xin liên hệ Hùng Huyền Đông Anh, số điện thoại 0984285477. Hoặc xin mời quý vị và các bạn có thể đến xem hàng trực tiếp tại trung tâm thiết bị âm thanh Hùng Huyền Đông Anh ở địa chỉ số 1012 ngõ 24 đường Cao Lỗ, thị trấn Đông Anh, Hà Nội, đối diện với Bưu điện huyện Đông Anh. Tại đây Hùng Huyền Đông Anh sẽ có rất nhiều những sản phẩm âm thanh khác, vâng, từ bình dân đến cao cấp để đáp ứng mọi yêu cầu của quý vị và các bạn. Vâng, đặc biệt những sản phẩm âm thanh tại Hùng Huyền Đông Anh đều là những sản phẩm đã được tuyển chọn rất kỹ càng, cho nên hàng zin và rất đẹp. Quý vị nếu như không có điều kiện đến cửa hàng thì cứ yên tâm, Hùng Huyền Đông Anh sẽ chuyển đến cho quý vị và các bạn những mặt hàng đảm bảo chất lượng, zin xịn và rất đẹp. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video clip của Hùng Huyền Đông Anh. Xin chào và hẹn gặp lại.